bài tập ứng dụng của chúng ta sau hai buổi trao đổi thì sẽ có yêu cầu như sau. Đầu tiên là ứng dụng tất cả những cái lệnh mà chúng ta đã biết, thao tác chúng ta đã biết, công cụ chúng ta đã biết, tạo cho tôi một bộ chữ cái. Không nhất thiết phải làm đủ hết, nhưng mà đây là một cái thao tác sẽ giúp cho chúng ta thực hành cực kỳ tốt về các công cụ và các lệnh và tư duy làm việc. Các bạn biết là trong bộ chữ cái nó phân chia ra làm các dáng chữ. Đầu tiên là dáng chữ toàn thẳng này, ví dụ như chữ Y này, chữ T, chữ H, chữ E, chữ F, ví dụ như thế. Đấy là các dáng chữ toàn thẳng. Sau đó thì có những cái dáng chữ là xiên, ví dụ như chữ X, chữ V đó. Hoặc là kết hợp giữa thẳng và xiên, ví dụ như là chữ M, chữ N. Đấy. Rồi sau nữa là dáng chữ tròn, ví dụ như O. Đấy. C. Hoặc là kết hợp giữa xiên và tròn là chữ Q, ví dụ thế. Hoặc là thẳng với tròn, ví dụ chữ U, chữ P, chữ B, vân vân. Thế thì mỗi một cái bộ chữ, mỗi một cái dáng như thế thì các bạn có thể là chọn lấy cho tôi một cái một hoặc hai chữ nhé, để các bạn là thử nghiệm thử xem làm sao để từ những cái đối tượng hết sức là đơn giản, đó là hình chữ nhật và hình elip, chúng ta kết hợp với nó như thế nào để chúng ta làm ra. Đây, bây giờ demo nhanh. Ví dụ tôi sẽ có một thành mẫu. Như thế này. Tôi màu đỏ đây. Bây giờ tôi chẳng hạn như là tôi làm chữ chữ T nhé, chữ thẳng chữ T. Y thì đây, đây rồi, đúng không? Đây, Ctrl C, copy để cất cái thành mẫu. Tại sao cất thành mẫu? Để các chữ làm ra nó sẽ có độ dày giống như nhau, cao như nhau. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ làm chữ T. Tôi kéo sang vị trí mới, nhấp chuột phải để tôi tạo ra bản sao. Vậy là tôi có hai thanh. Bây giờ tôi trên này tôi nhấp chuột vào đây, tôi đánh vào 90 độ để tôi xoay nó ngang. Bây giờ chọn hai thằng và tôi sẽ sóng bằng chữ gì đây ạ? T là top và C là center để cho nó lên đỉnh và gióng thẳng ở giữa. Đến đây trông có vẻ trông giống giống chữ T rồi đúng không? Nhưng còn một thao tác nữa, chữ T thì thanh ngang bao giờ nó cũng ngắn hơn so với thanh đứng. Do đó tôi chọn nó giữ shift kéo một đầu thì đầu kia nó sẽ thu đều vào tới cái điểm chúng ta cảm thấy vừa mắt rồi. Chúng ta sẽ chọn cả hai và sau đó thì chúng ta sẽ weld, chúng ta sẽ hàn nó lại. Ok, vậy là các bạn thấy là chỉ một cái chữ rất là đơn giản, chúng ta đã nhắc lại lệnh gì đây nhỉ? Di chuyển và nhân bản đối tượng này, đúng không? Xoay đối tượng này, gióng hàng thẳng theo trục giữa này, gióng hàng bằng đỉnh này và sử dụng lệnh hàn. Đấy, một cái chữ rất là đơn giản mà chúng ta có thể là nhắc lại rất 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 nhiều thao tác. Bây giờ chữ thẳng là xong rồi nhá, một chữ. Bây giờ Ctrl V dán cái thanh mẫu này vào. Bây giờ chúng ta làm thử chữ xiên. Chữ xiên thì chúng ta có chữ V là đại diện đúng không? Ok, nào bây giờ một đối tượng được chọn sẽ xuất hiện 8 tay nắm điều khiển. Bấm lần thứ hai sẽ có thể xoay hoặc là kéo xiên. Bây giờ tôi sẽ kéo xiên bằng cách là bấm vào giữa này. Sau đó thì tôi nhấn giữ phím Ctrl để tôi đảm bảo rằng là kéo đi chỉ 15 độ cưỡng bức sang trái nhá. Đến đây dịch chuyển rồi thì tôi sẽ chuột phải vào đây để tôi tạo ra bản sao. Vẫn còn bản chính, đúng không? Bây giờ chọn lại bản chính. Lại lặp lại thao tác như thế nhưng theo chiều ngược lại, giữ Ctrl và kéo sang phải. Lúc này thì nhả chuột ra thôi, không nhân bản nữa. Và tôi chọn cả hai thằng, tôi weld hàn nó lại với nhau. Vậy tôi có chữ V, được chưa? Tiếp theo. Chữ dáng tròn nhé. Xem nào, chữ A đi. Chữ A nhé. Chữ A thì làm đại loại là cũng như thế, nhưng mà nó sẽ là kéo theo chiều ngược lại. Đó. Bấm này. Giữ Ctrl này, lúc này là kéo chân 15 độ. Đó. Thả ra cũng được. Bây giờ này, lại giữ Ctrl này, kéo ngược lại này 15 độ, thêm một lần nữa là 30 độ. Lúc này thì lại chuột phải. Vậy thì đến đây, Ctrl V dán tiếp thằng này, xoay 90 độ. Đó. Bây giờ thì kéo xuống. Lúc kéo thì nên giữ phím Shift để đảm bảo là kéo cho nó thẳng hàng, không bị đánh võng sang hai bên. Giữ Shift kéo đầu này để kéo đều vào cho tới khi nào nó lọt lòng thì thôi. Lọt lòng rồi thì chúng ta sẽ chọn và chúng ta sẽ làm sao đây ạ? Weld hàng lại. Vậy tôi có chữ A, đúng không?
chữ M, chữ N, đại loại nó cũng như thế, kết hợp giữa xiên và thẳng. Thế bây giờ tôi làm chữ O nhé, chọn ellipse này. O thì không thể là dùng hình chữ nhật được rồi. Giữ Ctrl, vậy thì là sẽ có một vòng tròn. Bây giờ giữ Shift, thu vào tâm, thì chúng tôi sẽ có vòng tròn thứ hai. Đến độ dày vừa phải rồi thì tôi sẽ làm sao đây ạ? Chuột phải để phát sinh ra. Bây giờ tôi có thể làm nhiều cách, đúng không? Thằng đỏ này, thằng vàng này, đặt hai màu cho nó rõ ràng, nhìn ra đúng có hai vòng, đúng không? Một là gì đấy ạ? Trim, cắt. Cắt xong thì tôi lại phải mất công tôi xóa thêm cái phần này đi. Đấy là một thứ nhá. Cách thứ hai là gì đấy ạ? Back minus front. Đó là chúng ta sẽ lấy thằng trên cắt thằng dưới. Cắt xong thì nó sẽ tự động hủy cái con dao cắt đi cho chúng ta. Cách này thì bớt đi một thao tác đó. Hoặc hai thằng mà lọt lòng nhau thì chúng ta cách đơn giản nhất là combine, chồng với nhau ở đâu thì tự cắt rỗng cái phần chồng nhau đi ở đó. Vậy thì tôi có chữ O rồi, đúng không? Bây giờ từ chữ O này tôi biến thể sang thành chữ C nhé. Giữ Ctrl vẽ ra một hình vuông đi, bắt nó quay 45 độ đi. Hai thằng này sẽ được gióng hàng với nhau, E đi để ngang theo trục kia. Bây giờ tôi chọn riêng thằng này và tôi sẽ dịch nó vào. Trong lúc dịch thì tôi sẽ giữ Shift để đảm bảo nó đi theo chiều ngang. Cuối cùng thì chọn và tôi sẽ sử dụng lệnh gì đấy, Back minus front, dùng thằng kia cắt thằng này. Vậy là tôi có chữ C. Đấy, đại loại các vấn đề nó sẽ là như thế. Vấn đề còn lại, các chữ còn lại các bạn sẽ cố gắng suy tính cho tôi và cố gắng là làm cho nó chuẩn. Ví dụ thôi đây, làm thử một cái hình như thế này để cho các bạn hình dung, chứ không đến lúc sau lại làm. Chẳng hạn như là chúng ta có một chữ P nhé. Chữ P thì chắc chắn là có thanh thẳng này, đúng không? Bây giờ tôi sẽ nhân bản này. Hai thằng này tôi sẽ xoay 90 độ này. Một thằng lên đỉnh này, top này, left này. Một thằng này E này, giữa này, left này, ví dụ như thế. Bây giờ cả hai thằng này tôi sẽ thu đều vào đại loại đến đây. Bây giờ tôi sẽ làm một vòng nữa. Tôi sẽ nói thêm một thao tác, đó là vừa vẽ vừa dịch chuyển đối tượng. Tôi có thể là đang vẽ dở này nhưng mà nó nằm cách ra ngoài. Tôi muốn ướm thử vào thì hãy giữ nguyên phím trái chuột cho tôi, sau đó giữ nhấn phím phải chuột thì các bạn có thể là đang vẽ dở, các bạn dịch nó đi tới vị trí mới được. Đấy, đến đây thì tôi sẽ ướm nó vào và tôi có thể là làm sao đây ạ? Thu bớt nó lại để làm sao cho nó khớp được vào với cái chữ mà tôi đang định giả. Đấy, đại loại là như thế. Thế đến đây thì tôi sẽ xử lý tiếp, đúng không? Bây giờ tôi cho cái này là top này, cho bằng đỉnh đi, chắc chắn bằng đỉnh đi. Đến lúc này tôi chỉnh thằng này B đi, bằng đáy đi. Đến đây tôi sẽ chọn thằng này, thu lại cho tới khi nào mà tôi thấy là nó dính dáng được đến thằng này, đúng không? Bây giờ sẽ phải xử lý thằng tròn trước. Là gì đấy ạ? Combine, đúng không? Tôi sẽ có hình như này. Đến tiếp theo thì tôi phải làm gì? Tôi sẽ phải cắt nửa đi, đúng không? Đấy, đại loại là như thế. Sau đấy thì làm sao để hàn được vào với nhau thì là chọn hết hàn. Đấy, đại loại nó phải như thế này. Đừng làm theo cái kiểu là gì đấy nhỉ? Một thanh thẳng như thế này, sau đó cũng làm ra một cái tròn tròn rồi thì cứ gắn bừa vào với nhau nhé. Đấy, thường các bạn sẽ làm như thế này đó. Ví dụ như thế này thì trông cái chữ P thì còn chấp nhận được, nhưng mà ví dụ vài chữ khác thì trông nó sẽ hừng cười. Đấy, thế thì bây giờ đây chỉ là cái cớ thôi. Bộ chữ chẳng qua là mượn cớ, tại vì nó có nhiều dáng, nó có nhiều hình, cho nên là các bạn cố gắng làm càng đa dạng càng tốt.
mỗi một cái chữ như thế này nó sẽ bắt chúng ta phải suy tính xem là làm cái gì trước, làm cái gì sau, nhân bản như thế nào, dòng trái dòng phải, cái gì cắt cái gì hàn, thì chúng ta sẽ vận dụng càng ngày càng linh hoạt những cái kỹ năng đó. Đây là khởi đầu thôi. Bây giờ sẽ yêu cầu tiếp bài tập thứ hai ở mức độ cao hơn. Bài tập thứ hai ở mức độ cao hơn là gì? Các bạn biết cái logo nhà xuất bản giáo dục rồi nhỉ? Chữ G, chữ D. Đây, chúng ta search thử cái hình nhé. Chúng ta lấy cái logo. Đây, hình ảnh. Đó. Đây, chúng ta có cái logo nhà xuất bản giáo dục. Bây giờ tạm thời do chúng ta chưa học các công cụ vẽ cho nên là chúng ta sẽ không làm được cái hình cái quyển sách này. Tôi mới chỉ yêu cầu là dùng các hình học, là hình chữ nhật rồi các hình tròn vân vân. Làm sao để cắt để hàn để các bạn tạo ra nhanh nhất và đẹp nhất cái hình logo giáo dục này. Đấy. Tạo các thứ như nào, dùng cái gì cắt vào cái gì hàn vào cái gì để gióng hàng với nhau như nào để tạo ra được cái chữ GD của trong cái phần logo nhà xuất bản giáo dục. Như vậy đấy là cái yêu cầu thứ hai. Yêu cầu thứ ba của tôi là bây giờ chúng ta đang đang có cái hoạt động thể thao rất lớn, đó là cái Olympic Rio đó. Thì các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta có một cái cờ Olympic thì nó có cái hình như thế này. Các bạn quan sát ở đây, 5 vòng tròn lồng vào với nhau. Vừa nãy khi mà chúng ta nói chuyện về tầng thứ của các đối tượng thì chúng ta nói rằng là một đối tượng khi sinh ra nó sẽ hoặc nằm trên hoặc nằm dưới cái đối tượng khác do cái thứ tự trước hay sau. Đó. Thế bây giờ nếu như mà tôi đặt một cái đối tượng như thế này, nó sẽ nằm trên này, đặt tiếp một đối tượng nữa này, nó lại nằm trên nữa này. Nếu mà tôi thay đổi tầng thứ thì hoặc nó nằm trên hoặc nằm dưới đối tượng khác. Nhưng mà trong cái này các bạn nhìn thấy là mỗi một cái vòng tròn nó vừa nằm trên nó lại vừa nằm dưới cái vòng tròn khác. Có thể thực hiện được việc đó không? Có logic đó không? Một cái vòng xanh tôi vẽ ra nhưng một cái vòng vàng tôi vẽ ra, thì theo cái logic vừa nãy chúng ta nói thì hoặc là xanh nằm trên vàng hoặc vàng nằm trên xanh. Nhưng trong cái hình này của chúng ta thì lại vừa nằm trên xanh vừa nằm dưới xanh. Thế bây giờ làm thế nào, vận dụng cái gì hàn, cái gì cắt, cái gì vân vân để mà tạo ra được cái ảo giác là một đối tượng này vừa nằm trên vừa nằm dưới các đối tượng khác. Về mặt vật lý chắc chắn là không có chuyện đấy xảy ra, hoặc là nằm trên hoặc nằm dưới. Đây chỉ là cái thao tác đánh lừa thôi. Còn lừa như thế nào thì các bạn phải tư duy. Đấy. Tôi nếu mà các bạn làm được đủ cả 5 vòng càng tốt, nhưng mà thực ra chỉ cần làm 2 vòng lồng vào được với nhau thì có nghĩa là các bạn đã hiểu được vấn đề rồi. Đấy. Chỉ cần 2 vòng lồng vào nhau thôi thì tất cả các vòng còn lại sẽ lồng được. Tất nhiên là nó sẽ mất thì giờ hơn và sẽ phải tính toán cẩn thận để cho đúng thứ tự trên dưới. Nhưng còn logic chỉ cần lồng cho tôi 2 vòng vào với nhau, lồng được có nghĩa là các bạn đã nắm được vấn đề về cái bài toán tầng thứ trên dưới. Thế và cuối cùng chúng ta sẽ nói tới một cái hình nữa. Đó là hình hình âm dương. Các bạn sẽ có một cái hình mà xuất phát từ cái hình tròn như thế này và chia rất là đều hai nửa, nửa âm nửa dương, nửa đen nửa trắng, và trong dương có âm, trong âm có dương. Tất cả những cái này đều chỉ được tạo ra bởi các hình tròn, sau đó thì chúng ta cắt cái gì hàn cái gì vào với nhau, gióng hàn như thế nào thì cũng chỉ bằng tất cả những cái lệnh mà chúng ta đã trao đổi thôi. Hôm nay yêu cầu của tôi chắc chắn là đủ. Vấn đề là các bạn tư duy logic nhanh đến đâu và sáng tạo đến đâu trong cái cách thao tác thôi. Thế thì hôm nay thì kết thúc về mặt lý thuyết ở đây và tôi giao bài tập, tự các bạn về nhà bơi cho đến kỳ cùng xem là bơi được đến đâu. Thế còn đầu buổi sau vướng đến đâu, cái gì chưa làm được tôi sẽ làm mẫu đầu buổi trước khi mà vào rồi. Ok.